Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay, tối Chủ nhật ngày 11 tháng 7. Sau đây, mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết. Trong quý 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 7 quyết định công bố danh sách thủ tục hành chính, công bố 218 thủ tục hành chính, công khai 192 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia và cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Các cơ quan đơn vị cũng đã chủ động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Trong quý 2, toàn tỉnh nhận giải quyết 135.852 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 5.652 hồ sơ, đã giải quyết 130.150 hồ sơ, có 12.164 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 117.715 hồ sơ đúng hạn, 271 hồ sơ quá hạn, đang giải quyết 5.702 hồ sơ. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, có 189 thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả theo nguyên tắc 4 tại chỗ, chỉ đạo cấp huyện đảm bảo 50% và cấp xã thực hiện 100%. Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 302, tăng 10 dịch vụ công. Mức độ 4 là 251, tăng 2 dịch vụ công. Tỉnh đã triển khai kết nối tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia 54 trên 56 dịch vụ công do Thủ tướng Chính phủ giao. Dịch vụ công do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động triển khai là 261 dịch vụ. Trong đó 175 dịch vụ mức độ 3, 86 dịch vụ mức độ 4, có 8.314 hồ sơ phát sinh ở mức độ 3 và 122 hồ sơ phát sinh ở mức độ 4. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính đều được áp dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính. Để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa các cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch 1580 ngày 28 tháng 6 năm 2021, triển khai thực hiện quyết định số 468 ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh còn hiệu lực. Sở Y tế vừa họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc, tiếp tục triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng là công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam và nhân dân các xã biên giới giáp với Trung Quốc. Sau khi tiếp nhận vaccine Verocell, sẽ được tổ chức tiêm cho các đối tượng gồm công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc, người dân có nhu cầu giao thương với Trung Quốc, đặc biệt là người dân ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc như Hà Quảng, Quảng Hòa, Thạch An, Trùng Khánh, Hạ Lang. Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo kết quả công tác triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 2, dự thảo kế hoạch công tác chuẩn bị tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 3, công tác tập huấn, chuẩn bị nguồn nhân lực cho chiến dịch tiêm chủng đợt 3. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các đơn vị chủ động cập nhật, nghiên cứu một số văn bản của Bộ Y tế mới ban hành liên quan đến tiêm chủng vaccine Verocell, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, hệ thống kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin, hệ thống tiếp nhận, bảo quản và phân phối vaccine tại các tuyến nhằm đảm bảo cho việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Rà soát, kiểm tra lại dữ liệu thông tin đối với các trường hợp tiêm chủng vaccine Verocell đợt 3. Chủ động đề xuất xây dựng các phương án cụ thể, đưa ra các khuyến cáo cho phù hợp đối với các trường hợp có phản ứng phụ sau tiêm, tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về những lợi ích của vaccine Verocell. Các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn. Chiều ngày 11 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông báo thành phố vừa ghi nhận thêm 9 trường hợp COVID-19 mới. Đây là các trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. 9 trường hợp trên đều dương tính, có 5 người ở cùng một địa chỉ là Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong đó, bệnh nhân cao tuổi nhất sinh năm 1963, người trẻ nhất sinh năm 1991.
4 trường hợp còn lại ở thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai là các thành viên cùng gia đình sinh sống tại phường 2, quận 10 từ thành phố Hồ Chí Minh trở về Hà Nội. Trong đó, hai người lớn sinh năm 1985 và 1989, hai trẻ em sinh năm 2015 và 2013. Đến 14 giờ chiều ngày 11 tháng 7, cả nước có thêm 633 ca mắc COVID-19, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm đến 600 ca. Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Bắc Giang 9 ca, Hà Nội 6 ca, Hưng Yên 3 ca, Bà Rịa, Vũng Tàu 3 ca, Ninh Thuận 2 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Bình Thuận 2 ca, Bình Định 1 ca, Đắk Nông 1 ca, Lâm Đồng 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 1 ca. Trong đó 482 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. Việt Nam có tổng cộng 27.185 ca ghi nhận trong nước và 1.918 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 25.615 ca. Trong đó có 6.430 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam và Lào Cai. Có 8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Bắc Cạn, Cần Thơ, Bến Tre, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang và Đắk Nông. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 3.900.453 xét nghiệm cho 9.296.175 lượt người. Trong những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Phú Yên. Số người nhập viện điều trị tăng cao, tỷ lệ người bệnh diễn biến nặng cần hồi sức tích cực gia tăng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2021, Bệnh viện Bạch Mai đã cử đoàn công tác gồm 15 bác sĩ điều dưỡng các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, hô hấp và trang thiết bị vật tư lên đường để hỗ trợ Đồng Nai cấp cứu, điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng. Năm 2021, Agribank Cao Bằng tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch huy động vốn, triển khai các chương trình cho vay phát triển kinh tế và đóng góp tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Tính đến nay, tổng nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng đạt trên 9.204 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nội tệ chiếm trên 99%. Doanh số cho vay đạt 3.535 tỷ đồng, tăng 363 tỷ đồng so với năm 2020. Tổng dư nợ đạt 3.616 tỷ đồng với 23.535 khách hàng vay vốn. Riêng dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 3.531 tỷ đồng. Thị phần dư nợ chiếm 51,8% so với các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Thực hiện bảo lãnh 533 món vay cho khách hàng với số tiền 177 tỷ đồng. Phát hành 10.635 thẻ ATM, nâng tổng số thẻ ATM đang hoạt động lên 114.357 thẻ. Có trên 128.000 khách hàng sử dụng dịch vụ tiện ích của ngân hàng. Toàn chi nhánh có 691 đơn vị trả lương qua tài khoản với 27.199 tài khoản được duy trì hoạt động hiệu quả. Tổng thu từ dịch vụ của ngân hàng đạt 19,8 tỷ đồng, tăng 3,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng cũng đã thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank Việt Nam về các gói vay hỗ trợ khôi phục nền kinh tế do tác động của dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh cho vay các chương trình kích cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra còn đóng góp trên 1 tỷ 152 triệu đồng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng phấn đấu, đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2021, nguồn vốn huy động nội tệ đạt 9.800 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2020, dư nợ đạt 5.300 tỷ đồng, tăng 8,4%. Doanh thu dịch vụ đạt 40,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tăng cường cho vay qua tổ nhóm, hạn chế tối đa tình trạng nợ xấu phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động giao dịch trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thực hiện chương trình Mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020, tỉnh Cao Bằng đã đầu tư hơn 680 tỷ đồng mua mới, mua bổ sung thiết bị dạy học, hỗ trợ trực tiếp cho học sinh, giáo viên, xây dựng và cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng các trường, điểm trường tiểu học,
trung học cơ sở có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thực hiện Nghị định số 06 ngày 5 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ, toàn tỉnh đã có 959 giáo viên dạy lớp mẫu giáo ghép được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng. 1.124 giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt được hỗ trợ trên 4,5 tỷ đồng. 84.480 trẻ mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa với tổng kinh phí trên 49,1 tỷ đồng. Có gần 155.000 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở. Hỗ trợ 17,8 tấn gạo theo Nghị định số 116/CP của Chính phủ với tổng kinh phí 590,6 triệu đồng. Có trên 2.250 học sinh dân tộc thiểu số ít người được hỗ trợ học tập theo Nghị định 57 của Chính phủ với số tiền trên 16,2 tỷ đồng. Có 2.755 học sinh dân tộc trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ trên 3,8 tỷ đồng theo thông tư liên tịch số 109 giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có gần 26.200 trẻ mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định số 06/CP với kinh phí trên 14,5 tỷ đồng. 160 học sinh người dân tộc thiểu số được đào tạo tại các trường đại học theo chế độ cử tuyển, trong đó có 54 trường hợp ra trường được bố trí công tác tại các huyện trong tỉnh. Ngoài ra, công tác xã hội hóa giáo dục đã thu về trên 59,9 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường học, phòng học, mua giường tầng cho học sinh bán trú, các trang thiết bị phục vụ dạy và học. Đã có gần 8.240 lượt cán bộ, giáo viên đăng ký giúp đỡ trên 22.100 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 1.765 lượt lớp lớn đăng ký giúp đỡ lớp nhỏ, trên 900 lượt tập thể cá nhân nhận giúp đỡ các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú. Với những chính sách trên, hệ thống cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển rộng khắp, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 151 trường đạt trường chuẩn quốc gia. Tỉnh đã hoàn thành các chương trình phổ cập cho trẻ 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở. Đến ngày 30 tháng 5 năm 2021, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 1. Kết quả đã thu thập thông tin tại 1.627 trên 1.627 đơn vị doanh nghiệp. Kế hoạch tổng điều tra giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. Đến nay, toàn tỉnh tiến hành thu thập thông tin gần 19.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 36 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Ban chỉ đạo Ban Tổng điều tra Kinh tế tỉnh đã phân công, giao Cục Thống kê, tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch thu thập thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát, lập danh sách nền tổng điều tra, tuyển chọn lực lượng điều tra viên, giám sát viên các cấp, chuẩn bị tài liệu, nội dung tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm xử lý thông tin, các quy trình thu thập thông tin, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị. Toàn tỉnh đã lựa chọn hơn 61 điều tra viên khối doanh nghiệp, 103 điều tra viên khối sự nghiệp, hiệp hội, có 235 điều tra viên giai đoạn 2. Kết quả rà soát các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh cần phải thu thập thông tin là 1.319 doanh nghiệp, 308 hợp tác xã, 650 đơn vị sự nghiệp và 55 đơn vị hiệp hội. Trước ngày 27 tháng 6 năm 2021, toàn tỉnh đã hoàn thành rà soát danh sách nền các cơ sở, lập danh sách trên trang điều hành tác nghiệp tổng điều tra, thực hiện chọn mẫu đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc triển khai phiếu và duyệt phiếu, đảm bảo tiến độ, thời gian theo phương án và kế hoạch tổng điều tra đề ra. Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu, sự phân bổ của các cơ sở và của lao động. Trong quá trình tổng điều tra, đều ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong xử lý và công bố thông tin. Các điều tra viên đến từng cơ sở để phỏng vấn, ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu CAPI được thiết kế trên thiết bị điện tử cầm tay, điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Đợt tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2021. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đề Thám thành phố vừa tổ chức tuyên truyền phong trào Phụ nữ phường Đề Thám hành động vì môi trường và ra mắt mô hình thu gom phân loại rác thải nhựa.
Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ 12 chi hội và bà con nhân dân tổ dân phố 2 đã được truyền thông về những quy định trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tác hại của rác thải nhựa và túi ni lông, tác hại của việc đổ rác thải bừa bãi không đúng nơi quy định. Đồng thời, hướng dẫn, kêu gọi chị em hội viên phụ nữ và nhân dân cách thu gom, phân loại, tập kết rác thải đúng nơi quy định, gắn với việc thực hiện tốt các quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Để thực hiện hiệu quả giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, 12 chi hội trưởng, hội phụ nữ phường đã ký cam kết thực hiện với nội dung không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, tập trung tuyên truyền người thân trong gia đình về tác hại của chất thải nhựa, nói không với rác thải nhựa, thu gom, phân loại, tập kết rác thải đúng nơi quy định, không xả rác, chất thải độc hại ra môi trường. Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam, chỉ số ICT Index năm 2020. Theo đó, thì tỉnh Cao Bằng nằm trong nhóm thấp nhất của cả nước, đứng thứ 62 trên 63 tỉnh thành, giảm một bậc so với năm 2019. Chỉ số ICT Index năm 2020 được đánh giá trên 3 chỉ số thành phần là chỉ số hạ tầng kỹ thuật, chỉ số hạ tầng nhân lực và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, điểm số chung của tỉnh là 0,54 điểm, giảm 0,03 điểm, giảm một bậc so với năm 2019, thuộc nhóm thấp nhất trong cả nước. Lần lượt, điểm số của tỉnh theo 3 chỉ số thành phần là chỉ số hạ tầng đạt 0,22 điểm, tăng 0,14 điểm. Chỉ số hạ tầng nhân lực giảm là 0,13, giảm 0,16 điểm và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin đạt 0,18 điểm, giảm 0,01 điểm. Đối với chỉ số hạ tầng kỹ thuật, có 9 chỉ số thành phần tăng điểm và 2 chỉ số thành phần giảm điểm là tỷ lệ thuê bao băng rộng phát sinh lưu động trên 100 dân giảm 4,58% và tỷ lệ các cơ quan nhà nước có kết nối mạng quan của tỉnh và mạng chuyên dùng của chính phủ giảm 2,6%. Chỉ số giảm được đánh giá do tỷ lệ máy điện thoại cố định, tỷ lệ người dùng Internet, tỷ lệ băng rộng cố định, tỷ lệ thuê bao băng rộng phát sinh lưu lượng tính trên 100 dân, tỷ lệ hộ gia đình có máy tính đạt thấp, mật độ dân số, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ máy tính trong cơ quan nhà nước cài đặt các giải pháp an toàn dữ liệu và an toàn thông tin thấp. Qua đánh giá cho thấy chỉ số về hạ tầng nhân lực xã hội giảm một bậc, chỉ số về hạ tầng nhân lực trong cơ quan nhà nước tăng hai bậc và thuộc nhóm trung bình thấp. Nguyên nhân do công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn chưa phủ rộng cho các đối tượng, công tác giảng dạy tin học trong các nhà trường chưa được đồng đều. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn về công nghệ thông tin còn thấp, thiếu nguồn nhân lực về công nghệ thông tin. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin được hình thành bởi 2 chỉ số nội dung và 9 chỉ số thành phần. Kết quả chỉ số ứng dụng nội bộ trong cơ quan nhà nước giảm trên 0,083 điểm. Nguyên nhân là do tỷ lệ sử dụng các phần mềm phục vụ cho công việc chưa cao. Chỉ số thành phần bị trừ nhiều điểm nhất là sử dụng thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, giảm 7 điểm. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được cải thiện đáng kể, phục vụ ngày một tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Dịch vụ công trực tuyến tăng trên 0,065 điểm, tăng 27 bậc, xếp hạng 19 trên 63 tỉnh thành, thuộc nhóm cao nhất trong cả nước. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức 1, 2, 3 tăng, riêng mức độ 4 giảm 4,3%. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chỉ số ICT Index của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và đưa ra một số giải pháp. Trước tiên, chúng ta cũng căn cứ vào những cái chỉ tiêu thành phần, những cái nào chúng ta tụt điểm thì chúng ta phải làm sao để đẩy nó lên được. Còn những cái mà chúng ta có tăng điểm nhưng chậm hơn các tỉnh bạn thì chúng ta phải đẩy mạnh nó lên nữa. Ở đây tôi muốn nói là cái trước tiên là cái cải thiện về cái nguồn nhân lực, nó gọi là hạ tầng nhân lực. Về hạ tầng nhân lực thì hiện nay chúng ta đang, hiện nay sở thì cũng đã tham mưu cho tỉnh đang xây dựng một cái đề án về nguồn nhân lực, mà chúng ta biết là cái này hoàn toàn phù hợp với cái chương trình trọng tâm của tỉnh về phát triển hạ tầng, trong đó có nguồn nhân lực ấy. Thế thì cái đề án hiện nay đang xây dựng và hy vọng là sẽ xong sớm và sẽ ban hành sớm để triển khai. Thì cái này nó sẽ liên quan đến
cái việc khi mà triển khai nó sẽ làm thay đổi những cái từng cái nhân lực về ứng dụng công nghệ thông tin trong từng cơ quan nhà nước. Cái đề án nhân lực này ban hành ấy, chúng ta sẽ tập trung để triển khai làm sao nó đồng bộ. Thì chúng ta biết là hệ thống công nghệ thông tin thì nó mang tính chất hệ thống. Chính phủ điện tử thì nó phải làm thay đổi cho cả cái quá trình điều hành, quản lý điều hành của bộ máy nhà nước và các dịch vụ công trực tuyến. Thì những cái dịch vụ này nó sẽ là do các cơ quan nhà nước cung cấp và người dân là người hưởng thụ và sử dụng nó. Thế như vậy là đồng thời với cái việc là tăng cường cái nguồn nhân lực của các cơ quan nhà nước thì phải đồng thời với nó phải làm một cái việc nữa là nâng cao cái trình độ sử dụng của người dân, làm sao để người dân tiếp cận và sử dụng cái dịch vụ này thông qua cái hệ thống công nghệ thông tin. Và mặt khác thì về cái chỉ tiêu thành phần về cái ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng ta phải đưa nhiều cái dịch vụ công vào. Hiện nay là tỉnh thì cũng đang thực hiện cái chỉ đạo từ chính phủ là làm sao đến hết 2021 thì 100% những cái dịch vụ công mà đủ điều kiện phải đưa lên cái mức độ 4. Mức độ 4 tức là mức độ hoàn toàn giao dịch trên hệ thống công nghệ thông tin điện tử. Và để làm được cái việc đó thì chúng ta cũng hiện nay sở cũng đang rà soát phối hợp cùng với các ngành để tìm rà soát những cái dịch vụ mà đủ điều kiện là chúng ta phải thực hiện là hoàn toàn đưa lên cái giao dịch trên mạng. Trên cơ sở phân tích rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế để cải thiện, nâng cao các chỉ số, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của chỉ số ICT Index đối với xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng công nghệ thông tin, tương tác với chính quyền điện tử, tập trung cải thiện, nâng cao các chỉ số nội dung, đặc biệt là chỉ số giảm điểm, chỉ số đạt điểm thấp. Đề xuất bố trí ưu tiên kinh phí để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ra soát, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần chú trọng, quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý công việc, ứng dụng chữ ký số, tăng cường trao đổi văn bản điện tử. Trong thời đại hiện nay, với những thời cơ và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc nâng cao chỉ số ICT Index ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh, rất cần sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và người dân nhằm tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để cụ thể hóa các nội dung của đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng đã đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân ở vùng biên giới, nâng cao kiến thức về pháp luật và vận dụng quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, chung tay phòng chống tội phạm, xây dựng an ninh biên giới vững chắc. 8 giờ tối, người dân ở các xóm biên giới Nà Chào, Nà Thắm gác lại mọi công việc để đến tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng phối hợp với cấp ủy xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa tổ chức tuyên truyền những kiến thức về đường biên cột mốc cũng như luật biên giới quốc gia. Chính cái như vậy, mặc dù là cái đường thông tầm nhìn nó có nhiều cỏ rộng đến mấy chúng ta phát được, nhưng mà chỉ va chạm xâm hại đến cột mốc thôi là nó xảy ra là cái việc là đó là vi phạm, nó lại không được vượt biên trái phép nữa và không được là vận chuyển hàng hóa cấm đấy, đặc biệt là cái ma túy. Đối với nhân dân tại khu vực biên giới, đa phần đời sống kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế. Do đó, khi truyền đạt những nội dung này, cán bộ đồn biên phòng phải sử dụng nhiều hơn hình ảnh trực quan hay gắn với những câu chuyện đời thường để có thể đảm bảo truyền tải một cách đầy đủ, chính xác nhất nội dung tới người dân. Đặc biệt, những thông tin liên quan đến công tác bảo vệ an ninh biên giới luôn khiến bà con chăm chú lắng nghe.
Những buổi tuyên truyền như vậy đã trở thành cầu nối giữa cán bộ đồn biên phòng, chính quyền địa phương với nhân dân. Từ khi có lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền cho bà con nhân dân, xóm chúng tôi đã hiểu được và nâng cao cái ý thức về cái công tác an ninh trật tự, về cái hiện tượng mất trâu bò, lợn gà thì nó không còn xảy ra nữa. Qua lại biên giới giữa hai bên thì cũng được bà con nhân dân nhận thức rõ ràng là không qua lại vi phạm cái quy ước của hương ước của xóm cũng như là hai bên biên giới. Thì bây giờ cái chương trình an ninh trật tự được cải thiện hơn. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, những cán bộ vận động quần chúng như Trung tá Trần Nam Dân còn thường xuyên đến trực tiếp từng hộ gia đình để thăm hỏi, trò chuyện, nắm bắt tâm tư của nhân dân. Nội dung tuyên truyền cũng thường xuyên được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Điều này đã làm tăng thêm sự gắn bó giữa cán bộ đồn biên phòng với người dân, cũng như kịp thời giúp bà con giải quyết được những vướng mắc về pháp luật, những mâu thuẫn trong cuộc sống. Từ đó đã làm chuyển biến về nhận thức, tăng thêm sự tự giác của người dân, tích cực tham gia vào việc phòng chống và tố giác tội phạm trên địa bàn. Vì địa hình rộng, đường xá đi lại khó khăn, các cái hộ thì phân tán nhỏ lẻ. Ý thức về quốc gia quốc giới của một số hộ gia đình rất là hạn chế. Về hai nữa là về cái giãn cách xã hội, cho nên là về tập trung để tuyên truyền thì không được tụ tập đông người. Thì cán bộ làm công tác vận động quần chúng thì phải là đi từng ngõ gõ tận nhà, tuyên truyền về ba văn kiện pháp lý sau phân giới cắm mốc, các nghị định 34, nghị định 146 của chính phủ về không buôn bán vận chuyển pháo nổ. Lồng trong đó lồng ghép về cái phòng chống dịch COVID-19. Hai nữa là để cho bà con là nêu cao được cái ý thức về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, về công tác xuất nhập cảnh trái phép, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền làm sao là mọi người dân đi canh tác làm nương rẫy là phát hiện những người lạ, những người mà có ý định người Việt Nam hoặc người Trung Quốc vào các địa bàn thì báo ngay cho bộ đội biên phòng phết để kịp thời xử lý. Với việc quản lý địa bàn rộng, có đoạn biên giới trải dài trên 22 km, trong đó có hơn 18 km biên giới trên sông. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tả Lùng đã phối hợp với 4 xã và 2 thị trấn biên giới cùng các ngành, đoàn thể tích cực triển khai thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021 bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả như tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt, tuyên truyền lưu động. Tổ chức phát tờ rơi, tờ gấp cho cán bộ, nhân dân trong khu vực biên giới được trên 500 buổi với gần 37.000 lượt người tham dự. Tập trung vào các nội dung liên quan đến luật bầu cử, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật biên giới quốc gia, nghị định số 34 và nghị định 112 của chính phủ. Nhất là khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, đơn vị đồn tập trung tuyên truyền, phát tờ rơi cho người dân khu vực biên giới về các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân nâng cao ý thức và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế. Ngoài đối tượng là người dân sinh sống tại các địa bàn biên giới, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng được chú trọng vào các cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong những năm qua, đã có 32 buổi sinh hoạt ngoại khóa và đi thực tế thực địa với các nội dung về 3 văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc đã được đơn vị đồn phối hợp với các trường học tổ chức cho trên 5.700 lượt học sinh, giáo viên tham gia. Cùng với đó, ngay tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tả Lùng, đơn vị đã xây dựng các tủ sách pháp luật, đồng thời duy trì mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án, nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Với nhiều cách làm hay trong phổ biến giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới, từ năm 2017 đến nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tả Lùng đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt xử lý 38 vụ án trên 46 đối tượng về ma túy, bắt 2 vụ trên 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt hành chính trên 285 vụ với 616 đối tượng, tổng số tiền xử phạt 3,9 tỷ đồng. Tổ chức ngăn chặn tại các đường mòn qua lại biên giới, ngăn chặn trên 1.200 lượt người có ý định xuất nhập cảnh trái phép. Kết quả này cho thấy sự hiệu quả trong việc đổi mới cách tiếp cận kiến thức pháp luật đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức,
ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới. Đây là một trong những cái đề án mà có cái hiệu quả nhất đối với cái bộ đội biên phòng đang triển khai, đặc biệt là cái tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Chính vì vậy thì Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn chúng tôi đã xác định đặt cái nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lên hàng đầu và đặt cái trọng tâm cái nhiệm vụ công tác vận động quần chúng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để mà đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho nhân dân cái khu vực biên giới. Thì trên cơ sở như vậy thì chúng tôi xác định đẩy mạnh cái việc triển khai thực hiện cái chỉ thị 01 về phát động cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, tiếp tục cái phát động cái phong trào này đi vào một cách có cái chiều sâu, có cái chiều rộng để mà bà con nhân dân hiểu được và chấp hành tốt các cái quy định của địa phương. Lòng dân yên, biên giới vững. Cùng với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, những người lính quân hàm xanh vẫn luôn đồng hành với bà con trong việc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Để từ đó, trên tuyến biên giới, tình quân dân luôn bền chặt, gắn bó. Người dân nắm và hiểu rõ hơn về những gì được làm và không được làm theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Qua đó, cùng với bộ đội biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tuần tới trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra một số sự kiện đáng chú ý. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2. Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 của khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp và một số nội dung quan trọng khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 12 tháng 7, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo với cử tri về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả của kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Thông báo kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan của tỉnh, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Từ ngày 12 tháng 7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2021 tại Cao Bằng. Đoàn sẽ có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng. Ngày 13 tháng 7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị sẽ đánh giá kết quả hoạt động công tác dân vận, kết quả thực hiện kết luận 120 KLTU ngày 7 tháng 1 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021. Chiều cùng ngày, Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, Ban Dân vận các cấp chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngày 13 tháng 7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
sẽ tổ chức trực tuyến toàn quốc diễn đàn đối thoại phát triển địa phương năm 2021 với chủ đề thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới. Thông tin thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.